Nam mô A Di Đà Phật. Kính kính Phật, kính thầy và kính thưa bà con cô bác trong nước và ngoài nước. Tôi là xin nói lại những cái câu văn của thầy để cho bà con cô bác tu thiền niệm Phật nha. Vì gì á, là thầy có nói như thế này. Thầy nói là mùa màng thấp thì tới chừng đó mới đói đau không thuốc, nó mới đi đôi kéo dài tới luôn. Là cũng như cái sự kinh tế mình khó khăn, màng ăn khó khăn mới sanh ra đói rồi bà con. Nhưng mà nếu mình có tu thiền thì ông Phật cũng sẽ độ mình gao lan bông súng cũng xong. Nếu có no lòng không đói thì thôi. Đó đó là lời của ông Tứ Thánh, mà ông Tứ Thánh cũng là tiền thân của thầy. Bởi vì mong rằng bà con ráng lo giữ giới, ăn chay niệm Phật, làm lành lắm giữ, cứ làm như vậy tới một đời một kiếp của mình thì chắc chắn mình sẽ được đó là chư thần chư thánh người ta độ mình, đặng người ta cứu mình, là vượt qua cảnh đói đau nè, chết chóc nè, rồi đặng mình sống hội long qua để được diện kiến thầy tổ nha bà con. Nhưng mà bà con phải gắng nỗ lực cho hết mình, bởi vì phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Đó là bà con phải xả thân cầu đạo, là đối với một cái người tu mà không được lười biếng nha. Bởi vì thầy có nói là Phật Tây Phương không chứng cho người làm biếng, cho nên mình phải siêng năng. Thì thầy có dạy mình đó là việc chi dầu quá cần cù cũng phải nhân dài khắp đặng tập tu nguyện cầu. Rồi ông nói là ngày hai thời lẫn lận công phu đó. Đó, bởi vì bà con gắng cúng hai thời thì bây giờ mình tăng lên ba thời, bốn thời, thì theo khả năng của mình. Nếu mình không có việc gì thì mình tăng lên cũng là điều tốt, chứ đâu có gì hại đâu bà con. Bởi vì là mình cúng nhiều thì mình niệm Phật nhiều thì sẽ có lợi ích đến cho mình, chứ không có gì hết. Nhưng mà phải kèm theo đó là phải siêng năng sốt sắng nha, lo làm ăn và lo tu thiền chân chắc. Còn việc cúng lại là bà con nên là cúng cho chỉnh chuông đàng hoàng, cẩn thận, không nên lấy có. Bởi vì thầy nói là dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc đó mà niệm cho lấy có là, nếu mà mình niệm lấy có là mình tội lắm nha bà con, thầy không có độ mình được. Còn nữa, mình phải ngồi tham thiền theo cái cách của thầy xuống đây. Thầy dạy mình là lòng thương chúng mới thiết phương tịnh độ nè, cặn dắt dìu tất cả chúng sanh, là nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật thì sẽ được cầu sanh Phật quốc. Đó, có nên, cho nên là thầy xuống đây là cứu hết tất cả chúng sanh bà con mình đó. Mà ai có tu thì thầy sẽ cứu nè, tu mà phải hiền nữa. Bị gì á, thầy nói là tu cho gõ biết chữ hiền ra sao. Còn á, bên ông ba cũng nói là xưa nay á là tu hung tu dữ không, chứ tu hiền giống không. Cho nên bà con tu làm sao mà cho hiền, còn tu hung tu dữ là lọt vô họng ông năm chèo. Với lại bây giờ thời tiết thời đại bây giờ rất là khổ sở cho là dân chúng ta, là nước ngoài, có thể là nước ngoài sẽ khổ trước đó bà con, rồi từ từ sẽ tới diễn biến tới nước mình nha. Bởi vì cho nên là thầy có nói là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cảnh khổ cũng kệ bên. Bởi vì cho nên mình gắng mình ăn chay niệm Phật làm lành nha bà con, phải gắng cố gắng hết một đời mình, một kiếp mình, mà bà con phải gắng tu hành tinh tấn. Bởi vì cái chữ tu này là không phải dễ nha bà con. Bởi vì thầy nói là chữ tu không phải lời thề, ai mà không nhớ đến thì khó kề tiên ban. Bởi vì cho nên đó là thầy nói là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, có nghĩa là nếu mình hiền ở mà mình chết đó bà con, khi mình chết mình sẽ được về cảnh tiên, về cõi Phật Tây Phương. Đặng mình về đó thì thầy nói về cực lạc mới là an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng cái công tu của mình. Tại vì mình có công ở dưới này nè, mình có công cúng lại đó, làm lành lắm dữ đó bà con. Cái đó là cái công hạng mã của mình, là cũng như là một cái bước đường để cho mình tiến về cõi Phật, về cõi tiên, mà mình sống với người ta không rơi vào địa ngục đó. Đó là cái bước đường của con người mình sống trên thế gian, phải làm như vậy mình mới có hy vọng là không có khổ nào con. Chứ không thôi là ông Phật ổng có dạy mình là sống khổ một chứ chết khổ tới mười lần đó. Bởi vì nếu như một đời của mình không tu, lay lắc trôi qua một đời của mình thì mình sẽ rơi vào địa ngục. Thì rơi vào địa ngục là khổ lắm, là như thế này đó, là làm ác thì hai quỷ giao kề nha con, dẫn về địa ngục thì nhiều bề khảo tra đó. Rồi ông nói là ngày đêm chết sống tới muôn lần, sự hành phạt vô phương kể xiết, mỗi một điều có cách trị riêng đó. Bởi vì bà con gán nghe, nào là chết xuống dưới thấy chị chứ khổ lắm nghèo con. Ai có coi kinh coi giảng của Phật thì sẽ biết được là sẽ có địa ngục. Bị gì á, là làm tội gì thì xuống dưới đều bị trừng phạt thích đáng hết. Mà
tới đó không ai cứu mình nghe bà con, mà số vô thường bây giờ mình không có biết được đâu. Tại vì thầy nói là đời hạ quân hay chết tuổi sanh đó, có nghĩa là mình ngủ đêm sáng ngày chưa chắc gì mình còn sống nữa bà con, nên gán tu lặng mà chết, chứ dừng để chết đến mà không có tu. Thì bà con thấy đi, bây giờ nước ngoài khổ bay khổ dữ dội luôn đó bà con, nhưng mà người ta không có phước, là người ta không có được sanh trong cái vùng đất đất Phật ra đời, cho nên người ta không có ai chỉ dạy để người ta lo tu hiền. Còn mình được có cái phúc báo đó thì thôi, mình dám mình tu đặng mình nhờ mai sau, dám tu đặng mà nhờ thân sau đó, có nghĩa là mình đời này thấy gì chứ bà con thấy không. Trong khi thầy nói gió dông thì cội cây gung, phương xa có giặc mà thung dung đặng nào đó. Rồi còn ông Tứ Thánh Thiện nói là nói để sao bão tố thình lình đó, sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu. Có nghĩa là bây giờ ha, bà con thấy vậy chứ ổng mà mưa gió mà lốc xoáy một cái là nhà yếu là chết quớt nha bà con, chứ không phải chơi đâu. Mà trong khi ở vùng ngoài đã có mưa đá rồi, ở đất nước Việt Nam của mình là chưa có hiện tượng mưa đá. Tại vì vùng của mình đây là vùng của Phật, Phật giáng sanh, cho nên dầu cho có tai nạn cũng không có đến nỗi như nước của người ta. Nhưng mà mình gán mình tu làm sao này mình còn sống sót. Bởi vì ổng nói là cuộc thiên cơ diễn biến từ từ lận bà con, chứ không phải tới cái một nha. Ổng từ từ cho bá tánh ngấm ngầm sự khổ, đặng mà coi ai có quay lại lo tu thiền không. Tại vì thầy nói là có thiện căn thì sớm lại cửa thiền đó, không niệm Phật đặng chờ ngày chung cuộc. Kỳ xã tội này chỉ còn có một lúc thôi, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Cái đời này là thấy gì chứ xã tội cho chúng sanh mình nhiều lắm rồi con. Nếu mình tu dở ông Phật ổng cũng châm chế cho mình, ổng cho điểm mình, ổng kéo mình lên nha. Chứ nếu bà con không tu là hối hận cũng không kịp nha bà con. Vì thầy nói đến tội rồi mới hối muộn màng đó. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ đó, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng đó. Bởi vì bà con gán thấy gì chứ sau này đối đầu nhiều chặn lắm, khổ lắm bà con ơi. Đói đau đi trước nha bà con, đói đau rồi tới hùm beo tay tượng bộn bề nha bà con. Lại khi má thú mãng xà gít to nữa, dữ lắm bà con ơi. Đó là ông nói cảnh núi non nhiều thú dị kỳ đó, nhiều lắm. Nó trọng ai hiện đức như mì thôi, chứ nó không có trọng người hung nghe bà con. Sát phạt kẻ bội cha phản chúa nghe, người tu thú ấy cúi đầu nghe, người hiền của Phật nó nào dám đâu nghe. Nếu như mình có tu hiền chân chánh nghe bà con, bảo đảm với bà con là ví dụ gặp con cọp trước mặt mình đi, ổng cũng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn như con mèo vậy nghe bà con. Còn nếu mình không tu là nó móc họng mình liền đó. Vì mình là người không tu, mình là người ác, mình luôn luôn đó là sát sanh hại mạng, mình không có phải là người của Phật dạy, cho nên nó đâu có nể mình. Từ cái chỗ đó mà bà con gán tu hiền, mà thử hỏi thôi, trên đời này không có được bao nhiêu người có tiền căn với thầy. Tại vì 10 người mà, trong khi đó chỉ được một người thôi, 100 người mới được 10 người, 100 mới được ói thôi có 10 người rồi bà con. Cho nên số lượng tu rất là ít, nên bà con gán nỗ lực tu hiền. Mình thấy đời khổ quá, mình tự khép mình vào đạo lo tu hiền đi. Mình diệt tham sân si của mình, rồi giữ giới, ăn chay làm lành đánh giữ. Lần lần thì mình sẽ hết khổ cái kiếp sống hiện tại. Và khi mình chết, linh hồn mình cũng được cứu độ về cõi Tây Phương bà con. Hồi xưa người ta tu khổ mình lắm, mình bây giờ tu sung sướng nhất đời luôn. Bởi vì cho nên bà con gán tu. Cái sự ăn chay này là điều khó khăn, nhưng mà mình cũng phải gán ăn, làm theo lời thầy dạy. Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, cho nên mới đầu mình ăn bốn bữa, từ từ mình ăn lên tam ơn. Nó có khả năng ăn được bao nhiêu mình cứ ăn bấy nhiêu, và trong khi đó mình gắng làm lành tránh những cái tội sát sanh nha bà con. Vì sát sanh là nợ, gây nợ máu phải trả bằng máu, cho nên bà con gắng là hạn chế sự sát sanh. Rồi mình lo mình cúng lại mỗi ngày hai thời, rồi sau khi đó mình cúng lại hai thời rồi mình cảm thấy là mình có thời gian á, thì bà con cứ tăng lên một thời nữa hoặc hai thời nữa. Nửa đêm ngủ không được, dám ngồi niệm Phật được nha con. Niệm Phật ban đêm rất là hay ạ. Vì thầy nói là gán trì tâm tưởng niệm canh thâu đó, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp đó, cho nên mình niệm rất thì thấy gì chứ yên tĩnh lắm bà con, ngon lành đàng hoàng. Nếu mình lo tu hành tinh tấn vậy, một ngày nào đó mình sẽ chứng thành đạo quả và mình sẽ được về trời đó nghe bà con. Bà con gắng tu niệm ngày niệm đêm, bất kể gì thời khắc, bất kể thân mạng luôn, khó lòng cầu đạo mà.
Nếu mình có lòng cầu đạo mình đừng mê ăn mê ngủ. Cho nên bà con gán gán tưởng gán niệm xả thắng mình luôn. Đời này của mình đã khổ rồi, mình chấp nhận mình xả luôn nha bà con. Xả đặng mình cầu cái sự đó là mai sau mình được về cõi tiên cõi Phật, mình không có sanh tử luân hồi chuyển kiếp nữa. Vì thầy có nói là Thích Ca ngày xưa nó niệm tứ khổ nên ngài mới tầm đạo đó. Tứ khổ là sanh già, sanh lão bệnh tử, đây là lão là già đó nghe bà con, khổ. Tại vì thầy có nói bên cái đoạn khổ này rất là dài. Đó, già là đi đứng là lưng cong có mỏi đó nghe bà con. Nằm đi đứng đỡ nương chống chổi, thử nghĩ coi lao nhập cùng chăng nha. Đoạn thứ ma ba bệnh, ma bệnh làm nhân nha, đeo hành phạt sát thân ô quế đó. Bởi thời thế chuyển xây biến thể, khi muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh mình nó phát ra đó. Ăn trần chọc hôn mê nhức nhói đó. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia nữa nghe bà con. Bệnh thế gì chứ cũng khổ lắm. Đó là Phật nói khổ, cho nên chúng sanh mình cứ suy nghĩ lại có đúng như vậy hay không. Nếu mình nói mình suy nghĩ lại Phật nói đúng vậy, mình dám mình lo tu đi bà con. Tại vì khi mình bệnh vô là phải có đau nhức nhói rồi, rồi khi mình chết nữa. Chết thì là đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng đó, người mình thương bỗng lại chia lìa đó nghe bà con. Khi khóc than nước mắt đầm đìa đó, đó là lúc trong nhớ cuộc tầm chưa sót đó, là bởi vì cho nên mình gắng mình tu hiền đặng mình vượt qua những cái sự khổ này đó. Rồi mà còn chưa nói hết về cái người mà đã là tới số đó nghe bà con. Mình ở đây mình khóc chứ người ta tới số rồi, người ta muốn sống lại cũng chẳng được nghe bà con. Bị gì mình đi về tới dưới rồi mình thấy tội rồi đó. Thầy có nói rồi, xuống diêm đình thì thấy tội hỡi ôi nè, đó mới biết có nơi địa ngục đó. Mình xuống dưới mình mới biết tội của mình nó như thế nào nghe bà con. Tội nhiều tội ít, tới chừng đó muốn sống lại nha, hồi người ta không có cho mình sống nha bà con. Gian sinh này nỉ cỡ mấy cũng không được nha. Thôi thà thì bây giờ mình ở hiện tại mình còn sống, mình dám lo tu hiền làm lành lãnh dữ, dầu cho mình có chết không được siêu đi chăng nữa, xuống dưới đức vua cũng nhắc ghế mời mình ngồi bà con. Vì người ta tôn trọng mình đó. Tại vì thầy có nói nè, đức diêm chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Đó, lại được gần bệ ngọc lâm xa, coi chi quốc tranh giành châu báu đó. Bởi vì cho nên bà con gắng nè, đức diêm chúa thấy gì chứ trọng những ai biết niệm Di Đà nghe bà con. Mình niệm ở trên này nè, nếu như bà con niệm được nhất tâm thì tới cõi ở dưới người ta vẫn nghe được nha. Nguyện tiếng chuông lành thông các cõi nghe bà con. Thuyết di địa ngục cũng nghe rành, thầy nói rõ ràng. Có nghĩa là mình niệm cho tâm mình không tán loạn ở dưới người ta mới nghe được nha. Chứ bà con niệm mà phóng ông này đánh tôi, bà kia chửi tôi, cái đó là nó đã tán loạn, tâm mình tán loạn rồi, nó không còn định tâm được nữa, cho nên dưới người ta nghe không được. Nhưng mà mình niệm thì không được phước nghe bà con, chỉ càng thêm tội, không được phước. Bởi vì cái sự tu hiền này nó rất là lớn lao, đạo lớn mà quan trọng. Nếu mình tu mà mình không biết cách tu mình cũng chết quớt nữa nghe bà con. Vì thầy nói tu biết cách thì như đương biết đát, đương đát gành mới dựa xe lông. Có nghĩa là mình đương đát sao cho gành đây. Ví dụ như công việc của mình là đương chiếu, mà mình đương chiếc chiếu đó nó xấu quắc xấu queo rồi, làm sao mình thành công được bà con. Nếu mình đương chiếc chiếu đó mà nó thành chiếc chiếu đó, mới là gọi là đương đát gành. Đó, từ cái chỗ đó bà con nên suy nghĩ lại mình có biết cách tu chưa. Chưa biết thì mình sửa lại, làm theo lời thầy dạy thì nhất định sẽ biết cách thôi bà con. Thầy nói tìm hiểu nghĩa làm theo nó đắc đạo. Cái nghĩa của thầy nói như thế nào, cái câu nào, nghĩa nào mình phải tìm ra, mình tự ngẫm nghĩ ra cho ra được cái nghĩa rồi mình làm theo lời thầy dạy thì dĩ nhiên mình sẽ đắc đạo. Thì thầy nói á, dám tu đắc đạo cuối của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Tới chuyện đó mình đắc đạo rồi thì là mình đã đền đáp được công sanh thành của ông bà cha mẹ mình nghe bà con. Còn mình tu mà chưa đạt chưa thành thì cái đó mình chưa đền đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục và tứ ân, mình cũng chưa đền được. Bị gì thân mình chưa gọi nhớ, làm sao mình đền được bà con. Cho nên mình dám tu, tu sao mà là thầy nói là tu sao sai được quỷ vô thường, chứ đừng để nó dắt đường âm ti, làm sao mình sai được nó đây bà con. Thì mình phải tu giỏi lên mình mới sai nó. Rồi thầy nói nè, mạnh ai thì nấy kéo lèo, ai mà giỏi đặng mới qua được đèo trong gai nha. Dầu ai có nói ngửa nói nghiêng nha, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân nha. Đó là bên kia thầy nói là dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi gừng. Cho nên bà con gán tu từ bi này là sáu chữ Di Đà nghe bà con. Đó, từ bi Di Đà sáu chữ nói liền
lòng phạm giết sạch thì qua liên giữa kề đó. Bởi vì cho nên mình gán niệm Phật, niệm chân tâm không được thì bà con đưa ra miệng, nhưng mà khi mình vô mình ngồi thanh tiền là mình phải bắt cái tâm nó niệm nghe bà con. Vì thầy nói gạch tim nên để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, là mình phải để vào tâm á, bắt tâm mình niệm cho bằng được. Sáu chữ Di Đà nghe rõ từng chữ từng câu, không có được nghe câu này mà câu kia nghe không rõ cũng không được nha. Mình niệm không được, mình phải gán niệm nghe bà con. Tại vì cái lỗ tai, miệng, tâm niệm, lỗ tai phải nghe cho rõ mới phải là một cái người ngồi tu pháp môn tịnh độ của thầy nha. Như vậy từ từ mới có hiệu quả công năng dị dụng, là do nhờ thời gian nghe bà con. Phải tu một kiếp mình á, một đời một đạo cho đến ngày chung thân. Đó là mình phải có sự trung thành với Phật. Tại vì thầy nói nè, tôi không quên tôi là một đệ tử trung thành của Thích Ca. Nếu thầy là trung thành với Thích Ca thì mình cũng phải trung thành với thầy. Vì mình nói mình là đệ tử của thầy mà mình tu không có lòng bền, mình tu giải đãi, mình tu giả dối, lấy có là không có là được phước gì mà chỉ có tội với thầy nha. Vì thầy nói là thấy dân tu dối mà nghĩ thôi bận lòng, có nghĩa là rồi thầy nói dương trần đầy giấy người làm dối, đạo cả nào chân đến cảnh thiệt. Đầy giấy người làm dối là thầy muốn quơ đũa hết luôn đó bà con, là một con số rất là nhiều. Còn tu dối không, tu thiệt tâm thì không có bao nhiêu đó nghe bà con. Vì thầy nói tu thiệt tâm mới được thảnh thơi à, tu giả dối thì lao thì lý. Rồi ông ấy là ngục A Tỳ dựa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối, ta chờ mình đó bà con. Chứ không phải mình, nếu mình tu không thiệt tâm mình không được gì hết nghe bà con. Đây là lời của Đức Bình Giáo Chủ nói là mình phải tu cho thiệt tâm. Tại vì thầy nói tu hành nguyện ước cầu mai thượng quân hồi phục là ngài an cư. Rồi ổng nói mình người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc, có nghĩa là nếu mình là người lương thiện mình hưởng được nhiều lắm bà con, nhiều sự phúc báo đem đến cho mình. Cho nên bà con gắng rồi ổng nói bên kia là ổng nói là an ủi người và cả ốm đau đó, tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con, ước đức ấy vẫn còn muôn thở. Đi vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi trong chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nếu như mình có cái tấm lòng từ bi bác ái lớn như vậy thì mình dám duy trì nghe bà con. Duy trì mỗi con người chúng ta sanh trên thế gian này, người khổ nhiều người khổ ít, không có ai được hoàn hảo, không có ai có cuộc sống sung sướng. Cho nên mình dám tu chỉ có cái đạo thôi. Vì gì thầy nói là đạo màu gì khổ có từ lâu mà đó, thầy xuống đây thầy dạy mình tu là hết khổ đó. Cho nên mình gán mình tu. Mình tu tại gia thì mình chưa có phải là hoàn toàn hết khổ, cũng còn nghiệp. Cho nên mình gán mình mà trả nghe bà con. Thầy nói là đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, tiền từ thầy dắt lại Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, là nợ thế thì nghĩa ơn trọn vẹn. Đó, mình thầy nói là nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu phải dẹn đường tu, có nghĩa là mình phải tu cho dẹn đến một đời mình luôn đó bà con. Chứ đừng tu 5-3 năm hay là 20-30 năm rồi mình nghĩ là không được nha. Mình phải tu đến một đời mình đó, mà phải là đi cho đúng con đường của thầy nữa. Vì thầy nói đạo là một con đường, nếu bước sống thì mình sẽ bước chúng, mình sẽ sống, bước chặt thì mình sẽ chết. Cho nên bà con nghĩ như thế nào là bước chúng bước chặt đây, bà con phải về ngẫm nghĩ lại, như thế nào là chúng, như thế nào là chặt. Chặt thì đừng làm. Tại vì bên kia ổng có nói là phước ít đừng bỏ, mà tội nhỏ mình đừng làm. Dầu cái tội nhỏ thiệt là nhỏ cũng đừng có làm đó. Cho nên mình phải gắng tìm ra con đường bát chánh đạo của thầy mà mình đi. Người đó sau này bảo đảm sẽ được diện kiến tổ thầy. Chứ còn bà con mà cứ ở đây á, diễn ngư với cái lời dạy của thầy là không được nha. Vì thầy nói là ai mà ta dạy chẳng dinh thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Có nghĩa là mình ỷ y vào cái lời của thầy dạy đường này mình làm đằng kia, thầy dạy đằng kia mình làm đằng nọ là chết quốc nha bà con. Thầy dạy làm lành ăn chay thì mình cứ việc làm lành ăn chay, giữ giới, giữ bao nhiêu giới của thầy đặt ra, nhắm mình giữ được bao nhiêu giới rồi, rồi cũng lại phải cho là nghiêm trang chính đời, không được cúng lại lấy có. Đó, đó là mình làm theo lời của thầy đó. Rồi phải diệt tham sân si, thầy dạy nhiều lắm, phải phá ngũ uẩn, rồi phải tránh sáu đường,
rất là nhiều lắm rồi con, thời gian nhiều. Nếu mình làm một đời mình sẽ không bao giờ sể nổi, rồi còn phải xả thân cầu đạo nữa. Đó là coi như cái thân mạng mình xả luôn đó, như vậy mình mới được. Vì thầy nói nếu người không có chí hy sinh thì chẳng dễ gì thành Phật đâu. Mình phải hy sinh, hy sinh luôn tới thân mạng. Tại vì mình đừng có ham sự vui sướng sống còn, hay là làm biếng làm nhát, muốn là cúng lại cũng làm biếng nữa. Ôi tôi làm biếng quá, mệt quá không cúng. À, nghĩ cho khỏe. Đó, tu hành mà còn ham cái gì à? Cái câu mà thầy nói là tu hành đừng có ham điều sung sướng đó. Cho nên bà con gắng chịu cực khổ mài mệt như vậy đó, có công mài sắt mới có ngày nên kim. Muốn tìm kim thì đáy biển phải gắn công. Đó, học đạo lớn phải bền chí cả, muốn quả cao phải có công dài. Trồng cây thì ắt có nở hoa, vọng tâm hết được thì là huệ khai. Có nghĩa là mình cứ dùng phân tưới nước cho cái cây mình hoài, từ từ nó bự nó sẽ nở hoa bà con. Đó là cái lời của thầy dạy mình phải tu bồn phước đức đó. Mình phải tăng trưởng mỗi ngày mỗi ngày. Rồi tránh sáu đường đó là nhãn nhĩ tỷ thiện thân ý của mình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, đó, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau sớm giết cho rồi. À, bởi vì bà con ráng nghe lời của thầy dạy nhiều lắm đó. Mình nhắm khả năng mình có làm giỏi thì mình ráng làm đặng mình kiếp này mình giữ hỏi lắm quá. Còn nếu không thì mình phải rơi vào họng của ông Năm nha bà con. Và khổ lắm á, ông Năm ổng nằm chờ sẵn á, chứ không phải dẫn chơi. Sau này mà ông Năm ổng đã được lĩnh xuống là từ lâu lắm rồi, từ hồi thời Phật thầy Tan lận bà con. Người ta được lĩnh trên sai xuống đó, chứ không phải tự nhiên mà có ông Năm chèo này đâu. Người ta đã nằm chờ thời cơ cho đến thời điểm bây giờ là đã rằng cơi rồi. Nếu một ngày nào đó ông nổi lên thì ông sẽ nuốt hết người hung đó nghe bà con. Người hiền của Phật nó nào dám đâu, người hung thì chư thần sẽ lôi cổ lại cho nó nuốt. Nó no rồi thì cắn để bỏ. Đó, bởi vì bà con ráng nha. Tu như thế nào mà không tu cũng bị vô họng ổng, mà tu dối cũng bị vô họng ổng luôn nha. Đâu phải giỡn chơi đâu. Cái đạo này là đạo của Phật, của trời lập ra. Mà nếu mình giữ ngư, mình giải đãi thì chắc chắn cuộc sống của mình sẽ tiêu. Bởi vì mình ráng mà tu cho thiệt tâm, chín chắn ngon lành đàng hoàng. Đời này kiếp này không còn có bao xa nữa. Bị gì thầy nói đời cùng rồi, đời cùng còn chẳng mấy năm. Thầy nói đâu còn mấy năm nữa đâu. Ấp trong các nước thay nằm bằng non, có nghĩa là bằng cái núi luôn đó nghe bà con. Đó, rồi mới cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt nó mới tường. Đó, rồi mới hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau rơi máu khắp chàng nó mới chịu tu. Có nghĩa là chừng sau đổ máu nhiều quá mấy người hung mới chịu quay đầu tu nghe bà con. Thì tới chừng đó hết kịp rồi đó. À, đến tội rồi mới hối thì muộn rồi, không có còn kịp nữa. Vì thầy đã nói rồi, thầy nói là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ đó. Nghĩa là bây giờ mình phải lo mình tu nha bà con. Đến chừng tới rồi, đến chừng là thầy nói là sao đến thì kỳ rồi. Thì con Phật, Phật dắt nè. Con ma, ma bắt. Con quỷ, quỷ diều. Ai là con quỷ, ai là con Phật? Bởi vì bà con nên biết mình có là phải là con Phật không? Chưa phải là con Phật, sửa lại làm con Phật, đừng làm con ma con quỷ là đi theo nó là chết luôn nghe bà con. Đó, sau này thấy vậy chứ khổ lắm. Nhiều cái sự là trong khi đó là ông nói là lớp thì là ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày không thôi nữa nghe bà con. Đó, bởi vì bà con ráng tu, ráng tu hiền bà con ơi. Cái sự tu hiền này á, nếu ai làm được, người đó sẽ được hân hoan và vui vẻ sống cuộc đời hạnh phúc. Còn bà con không tu, bà con cứ mê trần, mê danh, mê lợi, mê tiền nhiều quá tu không được, tu không nổi, là con như tiêu kiếp mình luôn nghe bà con. Đó, đâu phải là thầy nói làm thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. Có nghĩa là mình không có duyên với Phật, sao mình nghe được lời Phật dạy đây. Còn thân người khó gặp là càng có được thân người đâu phải dễ, càng khó hơn nữa. Khi mình làm đủ thứ tội hết, biết chừng nào mình mới được đầu sanh làm con người đây. Bởi vì bà con á, đời này kiếp này mà ai không tu là sau này uổng lắm nghe bà con. Có khóc như mưa bắt sưng mắt cũng không ai cứu mình nghe bà con. Thầy cũng bỏ mình luôn đó. Vì thầy nói á, làm sao cứu được những người hung ác đó, thầy bỏ luôn á.
người ta là Phật mà người ta cứu không được, dù cho sức mình có cỡ mấy cũng cứu không được nha bà con. Bởi vì mạnh ai nấy lo tu đi, ông tu thì ông đắc, bắt tu thì bắt đắc, coi như là mình phải tự cứu mình. Thì thầy nói coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong thì Phật khó dắt nhiều đó. Bà con gắng coi theo giảng kinh của thầy đó, thầy dạy chỗ nào gân sửa chỗ đó. Thầy nói ai ai hãy gắng xét mình, nếu còn tánh xấu thì ginh ra ngoài. Ai nếu ai còn tánh xấu thì ginh ra, nhất là chỗ tham sân si này nó xấu lắm nè bà con. Chỗ tham sân si này là thứ tam độc, là thuốc độc đó. Nếu mình trị không được thì dĩ nhiên mình sẽ rơi vào họng năm chèo, tại vì cái này nó độc lắm. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lần nổi lôi đình, đâu có định chừng mà cho ta biết mà toan giữ trước đó. Rồi ông nói đời bây giờ kẻ thì ưa phú quý, người cần vinh hoa đó. Bởi vì thấy vậy chứ người tu hiền của Phật không có được bao nhiêu người chứ, nên Phật buồn lắm mà con. Thầy lâm phàm xuống đây thầy cứu độ, mà khi thầy vắng mặt rồi người tu ít xịu à. Hồi đó thầy còn ở tại thế tu nhiều ung 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 vậy, người nào cũng tu chứ. Khi thầy vắng mặt rồi từ từ à, vì gì đời vật chất văn minh chiều chuộng, cho nên đời giờ sung sướng quá rồi quên đạo ngưỡi, thì nào khác chi loại thú gừng săn rồi đó. Bởi vì cho nên không ai chịu tu, đời bây giờ nó chiều chuộng đủ thứ hết trơn bà con. Không bằng mà cũng được, cũng có sống mà không có cực khổ như ngày xưa, tiện bọng đồ đầy đủ, bởi vì không có khổ như ngày xưa. Chứ hồi xưa người ta khổ, người ta tu dữ lắm mà. Và con kể lại những cái mẫu chuyện mà Đức Cố nè, Phật Bà nè, những cái vị ngày xưa ông Ba nè, khổ dữ dằn lắm đó. Đời xưa không có xe đạp mà đi nữa đó bà con, đi đâu toàn là chèo thuyền chèo ghe, chèo đến mấy ngày mới tới, muốn đi tới chỗ đó chèo mấy ngày luôn. Mỗi tay mà đau lưng đau giò cũng phải chèo nữa bà con, khổ chứ lắm, người ta tu giỏi nữa. Còn đời bây giờ dở hạch nghe bà con, vì gì thầy nói là chẳng có lẽ xưa hay mà nay dở. Kiếp nhược đời là cái thói dông da đó. Bởi vì thầy nói là xưa tu mừng mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Rồi ông nói là ngày xưa người ta tu giỏi, đời xưa như thể gỗ tròn, đời nay bát giác dạ còn lung lăng, có nghĩa là cái lòng mình còn xéo sắc lắm bà con. Có người tu mà còn cái này còn cái kia, người không tu thì còn dữ nữa nè, hung sùng tàn bạo vô nhân lắm. Bởi vì cho nên bà con gán gán tu, kiếp này chỉ còn có một kiếp này thôi, gán tu đặng mà chết. Khi mình chết rồi mình có tu mình cũng đỡ hơn không có tu nghe bà con. Bị gì á là thầy nói là tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ bước vào đường chánh, đường chánh đạo của thầy mà đi đó thì nó mới an toàn. Còn mình đi ngoài đường là chánh của thầy thì khó mong mà giữ mạng nghe bà con. Mà bà con ơi gắng tu, tu sao mà mình được sống hội Long Hoa này là người đó rất là giỏi. Bởi vì bà con gắng làm sao cho hết cái kiếp này mà làm mạnh bạo lên nha, tu giỏi lên nha. Rồi bắt đầu là mình sống hội Long Hoa Thượng Quân Thánh Đức đó, là hội Long Dân chọn kẻ tu mi đó, người hiền đức động phò chân chúa đó. Bởi vì mình người hiền đó là sau này mới còn sống, mà làm sao hiền đây, chưa diệt được tham sân si là không bao giờ hiền nổi. Người đó chưa hẳn là hiền, chừng nào người ta đánh người ta chửi mà vẫn hoan hỷ chúc cầu cho người ta được hạnh phúc, không lòng hờn giận chẳng dạ ghét tranh, người đó mới thật sự là người hiền khó kiếm trên đời. Vì đã thầy nói rồi mà, là người hiền khó kiếm trên đời lận bà con ơi. Không phải mà ai nói mình hiền, ai cũng nói mình hiền được hết, nhưng mà mình hiền hay không trời Phật đều biết. Tấm lòng của mình, lòng mình thung, lòng mình hiền, ông Phật đều biết hết nghe con. Tại vì hằng ngày đều có chữ thần á, là ghi sổ sách cho mình. Tới chừng thầy về là người ta đem nạp sổ à, nạp cũng nào cũng mấy dạy cơm đó. Tới chừng đó là ăn năn hết kịp nha bà con. Tới chừng thầy về là ăn năn hết kịp đó. Bởi vì từ bây giờ mình gán mình ăn năn đi bà con, rồi mình lo tu hiền cho giỏi vô, tu giỏi thì sẽ được thôi. Mà bây giờ thử thời á, thí dụ như có một người đó lại người ta tự động lại người ta chửi mình, người ta đánh mình, thì bà con phải làm sao? Mình có hoan hỷ được không?
mình có cự lại không? Cái đó mới là quan trọng của một cái sự thử thách đầu tiên đối với cái người tu thiền. Cái đó là người ta thử thách mình mà mình không biết á, nhờ mình cự lại rồi rớt xuống đó. Bởi vì bà con thấy tu đâu phải dễ đâu tầng luôn, khiến cho người ta chửi, trong nhà chửi, ngoài đường chửi, chửi láng hết trơn đó nghe bà con. Nhịn được thì bắt đầu đưa tới thử thách khác. Nghiệp khảo là thử thách đường tu mà, thử thách cho cùng mới càng thấp cao. Ông thử thách của mình tới đâu, nếu mình cao người ta mới dắt mình về ngôi vị. Còn nếu mình cứ rớt rớt hoài thì ở lại đi con, ở lại đây tu tiếp nữa đi. Khổ lắm bà con ơi, người tu nó vậy đi, khổ dữ dằn lắm. Thầy nó chịu cay đắng tu hành mới giỏi mà, còn mình không chịu cay đắng sao gọi là giỏi, dở hạch đó. Bởi vì bà con gắng tu nha chị, chứ đừng có giải đãi, đừng có là giữ ngư với cái chữ tu hiền nha. Chữ tu hiền ngay thẳng lặng hồi đó, gắng mình tu đường đạo đức, bước đi từ nát, ngoại quan hình bắt chấp kỳ hình. Bởi vì mình bước đi từ 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 lần lần mình lên, nhưng mà đời bây giờ phải tu cho gấp mới kịp theo bà con, không còn thời gian dài nữa, cho nên mình không còn thời gian để cho mình học Phật tu nhân lần lần được nữa, mình phải tu gấp mới được. À, sau này á, là cảnh núi non á, là bắt đầu là người ta sẽ là lộ dạ lộ á, là lầu đài núi cấm lộ nay mai đó, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài đó. Bởi vì bà con gắng nha, khi mà đền vàng lộ rồi ha, lưu ly phổ phách tới mấy tòa đại cung lận dành cho những kẻ lòng chung chánh trực thôi. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng mà chào người chân tu. Tới chừng đó Phật tiên nó đều chào người chân tu đó nghe bà con. Bởi vì mình gán mình tu làm sao mà mình còn được sống đời đó, đó mà thấy chua ăn quá. Tại vì 10 phần hết 7 còn 3 rồi, hết 2 còn 1 nữa, ổng thêm một câu đó nữa là rồi còn có một phần à, rồi chua dữ lắm. 100 mới đã ói thôi, 10 người là rồi luôn rồi, ói thôi nữa, 10 người mà còn ói thôi nữa thì nghĩ phải nghĩ còn sống được nhiều hết. Bởi vì bà con ráng tu, ai tu giỏi thì sau này sẽ còn sống, mà mình phải tu cho thiệt tâm mình nữa kìa. Cái tâm mình tu như thế nào, niệm Phật như thế nào cho chín chắn, làm phước làm lành không cũng chưa đủ nha bà con. Còn phải gán cúng lại cho chín chắn nữa, mà cúng lại hoài với một đợt một đời mình đó, sáng chiều có đôi khi á, nếu mà bà con cảm thấy á, thời gian mình có tăng lên thêm thì như vậy nó gọi là đủ, mà gán cúng đừng cho lấy có như vậy đó thầy mới có là theo độ mình được. Cúng lại lấy có rồi giải đãi rồi người ta không có độ mình, tới trình đụng chuyện tới là nói sao Phật không cứu nha. Thầy đã nói rồi mà, tới chừng đó đừng có trách sao mà Phật không lòng từ bi nha. Bởi vì bà con ráng tu hiền, tu tới ngày giờ đó Phật cho thầy về độ cứu mình cái làm thẻ gu. Còn kiếp sống hiện tại mình vẫn được phúc báo, mạnh giỏi, gia đạo vuông tròn nghe bà con. Tại thầy nói tu cầu gia đạo vuông tròn, trăm hoa vợ thuận, cháu con mới thảo hiền. À, tu cầu thoát khỏi xích xiềng, lưới mê chẳng buộc thì nhẹ em, nhẹ mình tiêu dao rồi. Còn cái chỗ nữa là thầy nói tu cầu chống hết binh đao đó. Rồi ông ấy là tu đi tu mãi tu hoài, tu sao chịch đáo liên đài mới tu, hiền lành chừng đó xin dày. Bởi vì mình gán làm hiền, bây giờ cái sở người tề hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Thầy đã nói rồi. Người tu, người đệ tử của thầy thì khắp năm châu bốn biển đó, người ta coi theo giảng kinh là giáo lý của thầy, người ta tu chính thành đạo quả đó. Bởi vì bây giờ bà con thấy thầy đó là cho hiện hào quang ngũ sắc hiền lành rất là nhiều nơi, tại vì chỗ nào cũng có tín đồ của thầy mà, đâu phải riêng về nước Việt Nam. Hiện chỗ này chỗ kia đang ta tìm kiếm những người đó là con tiên cháu Phật của người ta đó. Bởi vì bà con gắng tu hiền nỗ lực hết mình nha,